Ban chấp hành Đảng bộ huyện vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025, nghe và cho ý kiến về các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp hội đồng nhân dân sắp tới. Năm 2024, trong số 28 chỉ tiêu về kinh tế xã hội mà Ban chấp hành Đảng Bộ huyện và Hội đồng Nhân dân huyện Vũ Quang đề ra, có 27 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, các chỉ tiêu chủ yếu như giá trị sản xuất các ngành kinh tế năm 2024 ước đạt trên 3.848 tỷ đồng, tăng 6,86% so với cùng kỳ. Sản xuất nông lâm thủy sản được duy trì ổn định, một số lĩnh vực đạt kết quả khá toàn diện. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 17.046,51 tấn, đạt 119,68% kế hoạch, bằng 111,48% năm 2023. Đến nay, đối với tiêu chí nông thôn mới nâng cao, giữ vững 3 tiêu chí đã đạt, cơ bản đạt chuẩn thêm một tiêu chí. Đối với nhóm xã đăng ký xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đến nay xã Thọ Điền, xã Đức Bồng, cơ bản đạt 17, 18 trên 20 tiêu chí. Xã An Phú, Đức Lĩnh cơ bản đạt 18 trên 20 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và 3 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Về tích tụ ruộng đất, bàn giao ruộng khu vực đồng vời xã Đức Liên cho nhân dân canh tác và đang làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tích tụ ruộng đất tại hai xã Hương Minh và An Phú với tổng diện tích là 45 ha. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường được huyện tập trung lãnh đạo chỉ đạo, giải quyết thấu đáo, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Các hoạt động văn hóa xã hội có những chuyển biến tích cực, chính sách an sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận góp ý vào các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng nhân dân sắp tới. Các dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2025 Đại biểu cũng tập trung làm rõ những hạn chế trong năm 2024 về một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, đồng thời đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2024, đồng thời đề nghị các địa phương đơn vị cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung khắc phục những vấn đề tồn đọng, khẩn trương rà soát xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội phù hợp với từng đơn vị địa phương trong năm mới 2025. Bên cạnh đó, để mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế nông thôn, quy hoạch lại vùng sản xuất đối với các sản phẩm chủ lực của huyện để có giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển sản xuất theo hướng hữu cơ, liên kết chuỗi, tăng giá trị sản phẩm, ưu tiên các nguồn lực tập trung cho xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh và quan tâm xây dựng các sản phẩm Việt Gáp, ô cốp trên địa bàn. Đồng chí Bí thư huyện ủy cũng đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo sâu sát có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2025.